Siêu phẩm máy đóng gạch không nung góp phần bảo vệ môi trường mà vẫn đem lại hiệu quả cao. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, ngày nay để giảm thải khí độc thải ra từ các lò nung gạch, chính phủ đã thi hành một số chính sách để hạn chế và xóa bỏ gạch nung, tăng cường sử dụng gạch không nung, hòa mình vào dòng chảy xu thế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh đã cho ra đời dòng sản phẩm máy đóng gạch không nung là sự lựa chọn hàng đầu của các cơ sở sản xuất, các nhà thầu xây dựng. Máy tận dụng những nguyên liệu phổ biến như đá mạt, cát sỏi, xi măng, nước, những vật liệu dễ mua mà có ở khắp mọi nơi. Máy sử dụng lực nén để đóng thành viên, rồi đem phơi trong không khí là có thể sử dụng được luôn. Toàn bộ máy được làm bằng chất liệu thép nhập khẩu nên có độ bền cao. Thiết kế máy gọn gàng, vận hành đơn giản chỉ cần 1-2 người đứng máy, phù hợp cho mọi hộ kinh doanh sản xuất và công trình xây dựng. Bộ phận làm việc của máy gồm 3 motor đồng dung lắp đặt hai bên khuôn và trên bàn trông, một motor nâng hạ bàn trông và hộp số được lắp đặt chắc chắn bên trên cùng của máy, tránh tiếp xúc với người sử dụng máy, tạo sự an toàn cao. Máy rất dễ dàng sử dụng, bà con chỉ cần cho ngập nguyên liệu vào khuôn gạch, rồi bấm nút hai đồng dung. Tiếp theo kéo tay cò, rồi bấm nút ba đồng dung. Và cuối cùng bấm nút lên khuôn, rồi đem xe lấy gạch ra phơi. Máy sử dụng motor 2,2 kW, nguồn điện 3 pha 380V, cho năng suất từ 3.000 đến 4.000 viên trên một ca làm việc 8 tiếng. Các loại khung gạch được dùng phổ biến như khuôn 8 viên, 10 viên, 12 viên và 18 viên. Ngoài ra, công ty Bình Minh còn thiết kế khuôn gạch tùy theo yêu cầu sử dụng của bà con. Và để đạt được hiệu quả cao hơn khi sử dụng máy đóng gạch không nung, bà con nên tham khảo thêm các công cụ hỗ trợ dây chuyền sản xuất gạch giúp bà con tiết kiệm công sức, gồm bộ tời mạt, máy trộn và xe đẩy gạch. Gạch ép không nung đã dần trở thành vật liệu phổ biến trong việc xây dựng các công trình dạng khung, nhà cửa tường bao. Máy sử dụng chi phí đầu tư thấp, giảm bớt nhân công mà vẫn đem lại hiệu quả cao. Vậy bà con còn chần chừ gì mà không nhanh tay sở hữu ngay cho mình một sản phẩm thân thiện với môi trường mà vẫn đem lại những viên gạch rắn chắc, giá thành rẻ cho những công trình của mình? Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Và nếu bà con muốn xem thêm các video về dòng máy khác của công ty, hãy nhấn vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Với đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm của mình, công ty Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, luôn tự tin đem đến cho bà con những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Mọi máy móc đều được hưởng chính sách bảo hành lên tới 6 tháng tại xưởng, được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.